Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Đức tin hành động, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Gia-cơ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 26. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng, ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Chẳng phải Abraham, tổ phụ chúng ta đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Isaac trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 27. Sự tin đạo thuần khiết, không hoang ố trước mặt Đức Chúa Trời, cha chúng ta là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn hoạn nạn của họ. Bố của Sam đã phải chạy trốn để giữ mạng sống mình trong cuộc đảo chính quân sự. Đột ngột mất thu nhập, gia đình không còn đủ khả năng mua loại thuốc quan trọng giúp anh trai của Sam sống sót. Tức giận với ông trời, Sam nghĩ, chúng tôi đã làm gì mà đáng bị như vậy? Một tín hữu đã nghe tin về những khó khăn của gia đình Sam. Nhận thấy mình có đủ tài chính để trang trải thuốc men cho họ, tín hữu này đã mua thuốc và mang đến. Món quà cứu mạng từ một người lạ đã tác động sâu sắc đến họ. Mẹ anh tuyên bố, chủ nhật này chúng ta sẽ đến nhà thờ của ông ấy. Sự tức giận của Sam bắt đầu giảm bớt. Và cuối cùng, từng người một, từng thành viên trong gia đình họ đã tin nhận Chúa Giê-xu. Khi Gia-cơ viết về sự cần thiết của đời sống chính trực đi kèm với tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, ông đã chỉ ra sự cần thiết phải quan tâm đến người khác. Gia-cơ viết, nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Hành động của chúng ta chứng tỏ sự chân thật của đức tin chúng ta. Quan trọng hơn những hành động đó có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn đức tin của người khác. Trong trường hợp của Sam, anh đã trở thành mục sư và là người thành lập hội thánh. Cuối cùng, anh gọi người đàn ông giúp đỡ gia đình mình là Papa Mappe. Giờ đây, anh xem ông như người cha về phần thuộc linh của mình, người đã cho họ thấy tình yêu của Chúa Giê-xu. Bạn kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho bạn như thế nào? Bạn sẽ làm gì để giúp người khác đang gặp khó khăn? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Thành Tín, xin giúp con sống bày tỏ niềm tin nơi Ngài. Con muốn tôn vinh Ngài qua cách con phục vụ người khác. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.